Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự đặc biệt hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 7 ngày 24 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt kiều bào Hưng Yên về thăm quê hương đón Xuân Mậu Tuất 2018. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình để phản ánh về buổi gặp mặt đầm ấm, đoàn kết và đầy ý nghĩa này giữa những người con xa quê hương nhưng một lòng luôn hướng về quê hương và đã có nhiều việc làm thiết thực cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Hôm nay ngày 24 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình gặp mặt kiều bào Hưng Yên về thăm quê hương đón Xuân Mậu Tuất 2018. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chương trình gặp mặt. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, cùng gần 200 kiều bào Hưng Yên, đại diện cho hàng vạn bà con kiều bào Hưng Yên đang sinh sống, công tác và học tập ở nước ngoài, đại diện Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Yên Bái. Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức chương trình gặp mặt kiều bào nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh đối với bà con ở nước ngoài, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa những người con xa quê với đồng bào trong nước. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu chào mừng bà con kiều bào Hưng Yên ở khắp các quốc gia trên thế giới về thăm quê hương, dự buổi gặp mặt kiều bào Hưng Yên và đón Xuân Mậu Tuất 2018. Trong không khí ấm áp, tình cảm quê hương, nghĩa đồng bào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi đến bà con kiều bào cùng gia đình những lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới. Đồng thời thông tin khái quát tới bà con kiều bào một số thành tựu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua. Đặc biệt là năm 2017, tỉnh ta đã thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng gấp 150 lần so với năm 1997. Là năm đầu tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách, thực hiện thu vượt dự toán, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm trên 51% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu hút thêm 255 dự án đầu tư, công tác phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tiến bộ, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Góp phần chung vào sự phát triển đó có đóng góp không nhỏ của kiều bào Hưng Yên, những người con quê hương luôn đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau, hướng về quê hương đất nước, khẳng định truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Trong suốt thời gian qua, những người con quê hương Hưng Yên đang sinh sống, làm việc và học tập ở các nước đã không quên những vinh dự, tự hào và cả trách nhiệm lớn lao của mình trong việc đóng góp xây dựng đất nước và quê hương Hưng Yên ngày càng tươi đẹp. Truyền thống tươi đẹp đó của người con Hưng Yên đã quyện lại như một, cho dù ở bất cứ nơi đâu, ở mọi miền và trên thế giới đều luôn hướng về Tổ quốc, hướng về quê hương, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu thêm, truyền thống lịch sử văn hóa của mảnh đất địa linh nhân kiệt ngày càng được tô thắm lên. Nhân buổi hội nghị hôm nay, tôi xin khái lược mảnh đất con người Hưng Yên để mỗi chúng ta hiểu và thêm yêu quê hương, đất nước chúng ta hơn. Tháng 10 năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng, triều đình nhà Nguyễn chia các trấn phía Bắc thành 18 tỉnh. Hạt trong đó có tỉnh Hưng Yên được tách ra từ trấn Sơn Nam Hạ. Đến nay đã gần 190 năm, song trước đó vùng đất Hưng Yên đã có một bề dày lịch sử. Từ thời Hùng Vương dựng nước, cư dân đã biết trồng lúa, trồng dâu, nuôi tầm, dệt lụa, trồng đay, dệt thảm, làm thuốc nam chữa bệnh. Đặc biệt là khu vực thành phố Hưng Yên hôm nay với thương cảng Phố Hiến đã từng phát triển sầm uất trong suốt nhiều thế kỷ 16, 17 đã có câu ca thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Vùng đất địa linh nhân kiệt đã hun đúc lên nhiều thế hệ người Hưng Yên hòa chung với truyền thống của đất Việt là tinh thần yêu nước, yêu quê hương, anh dũng kiên cường trong giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi và xây dựng quê hương ngày càng hưng thịnh. Từ vùng đầm lầy Dạ Trạch nay thuộc huyện Khoái Châu, cụ Triệu Việt Vương đã lập căn cứ đánh giặc Lương. Ngô Quyền ở thế kỷ thứ 9 đã chuẩn bị chiến thuyền quân lương ở đất Kẻ Nạc nay thuộc huyện Tiên Lữ, tiến đánh quân Nam Hán ở cửa Bạch Đằng năm 938, mở nền độc lập cho dân tộc. Kháng chiến chống quân Nguyên Mông dưới triều Trần tại cửa Hàm Tử, huyện Khoái Châu, đã bắt sống tướng giặc Toa Đô. Nàng ký lữ Đào Lương quê ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên ngày nay đã diệt giặc bằng tiếng hát. Cụ Phạm Vũ Não, chàng trai nghèo đan soạt ở làng Phù Ủng, huyện Ân Thi, đã lung nấu ý chí đánh giặc mà giáo đâm vào đùi không biết, sau trở thành một tướng lĩnh nước Việt. Trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, cụ Nguyễn Thiện Thuật, quê xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa Bãi Sậy. Cụ Hoàng Hoa Thám, quê xã Dị Sử, huyện Tiên Lữ, đã kháng chỉ triều đình, khởi nghĩa đánh thực dân. 35 can trường kháng Pháp tại núi rừng Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Tô Hiệu, người con ưu tú của quê hương Xuân Cầu, huyện Văn Giang, đã biến nhà tù của đế quốc thực dân thành trường học cộng sản. Người nữ anh hùng Bùi Thị Cúc, quê Vân Mạc, Vân Du, Ân Thi, đã được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng: sống anh dũng, chết vẻ vang. Hưng Yên còn là nơi xuất xứ của phong trào nữ du kích Hoàng Ngân anh hùng, gan dạ. Trong kháng chiến chống Mỹ, quân dân Hưng Yên tiếp tục đóng góp sức người, sức của với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất non sông đất nước. Nếu người Việt có tứ bất tử, thì Hưng Yên tự hào có chàng Chử Đồng Tử, chàng trai nghèo ở vùng đầm lầy Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, đã kết duyên với làng công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng, để ngày nay lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung ở xã Bình Minh và Dạ Trạch, huyện Khoái Châu được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm, là lễ hội tình yêu và giàu tính nhân văn. Hưng Yên còn tự hào có chàng Tống Trân và làng Quốc Hoa nhân nghĩa, thủy chung và hiếu thảo, được nhân dân ngưỡng mộ, lập đền thờ ở xã Tông Trân, huyện Phù Cử. Hưng Yên là tỉnh thứ 2 trong cả nước có nhiều di tích được xếp hạng quốc gia. Chúng ta có 164 di tích, trong đó có nhiều di tích nổi tiếng như Văn Miếu Xích Đằng, một trong 6 văn miếu còn tồn tại trong cả nước hiện nay, cụm di tích Phố Hiến, cụm di tích Đa Hòa Dạ Trạch, cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, cùng nhiều làng khoa bảng như Phú Thị, Mễ Sở, Văn Giang, Thổ Hoàng, huyện Ân Thi, Niêu Xá, huyện Yên Mỹ, Nạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Xuân Cầu, huyện Văn Giang. Nhiều làng sinh ra những danh nhân hào kiệt như làng Như Quỳnh, sinh ra Nguyên Phi Ỷ Lan. Cụ đã sinh ra một nhà vua thời Lý. Cụ Trương Thị Ngọc Trung đã sinh ra chúa Trịnh. Làng Liêu Xá là quê hương của Hải Thượng Lãn Ông, cũng là quê hương của cụ Đoàn Thị Điểm và cụ Phạm Công Trứ. Thôn Xuân Cầu là thôn mà đã sinh ra người cộng sản kiên cường Tô Hiệu, rồi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Lê Văn Nương, đồng chí Nguyễn Công Hoan, bác Tô Lâm và đồng chí Lê Văn Nương, vân vân. Người Hưng Yên cũng là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, là quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, kiến trúc sư tài ba trong cuộc đổi mới đất nước, cùng nhiều văn nghệ sĩ, tướng lĩnh và trí thức lớn như kinh sư đại doãn Nguyễn Trung Ngạn, Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, đại danh y Lê Hữu Trác, tiến sĩ thi sĩ Chu Mạnh Trinh, giáo sư Dương Quảng Hàm, nhà văn Vũ Trọng Phục, nhà văn Nguyễn Công Hoan, họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhà thơ Phạm Huy Thông, soạn giả trèo Nguyễn Đình Nghị, vị tướng huyền thoại Trung tướng Nguyễn Bình, đại tướng Nguyễn Quyết, thượng tướng Hoàng Minh Thảo. Và Hưng Yên hiện nay, thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta có trên 130 vị tướng, trong đó có một đại tướng và 6 thượng tướng và nhiều nhà khoa học, nhà báo, nhà giáo nổi tiếng đang công tác, sinh sống ở mọi miền đất nước. Trong những năm qua, bà con kiều bào Hưng Yên đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương, trong đó có việc gửi lượng kiều hối về tỉnh đạt rất lớn, từ 250 đến 270 triệu đô la, đã xuất khẩu hàng năm giúp cho tỉnh hàng 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài và đã đầu tư hàng chục dự án, hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư xây dựng quê hương, đóng góp cho quê hương xây dựng các công trình văn hóa, phát triển giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội như ủng hộ quỹ vì người nghèo, tặng quà xây nhà cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh. Nhiều kiều bào đã tiến hành đầu tư sản xuất và thành công trên mảnh đất Hưng Yên, đóng góp trực tiếp cho ngân sách của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Không những thế, cộng đồng kiều bào Hưng Yên ở nước ngoài đã và đang là cầu nối giúp tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, các hoạt động đó ngày càng hiệu quả với các đối tác, các nước ngoài. Năm 2018 là năm rất quan trọng trong chương trình xây dựng và phát triển kinh tế trong tỉnh của nhiệm kỳ 2016-2020 của Đảng bộ tỉnh nhà. Tôi kêu gọi kiều bào ta tiếp tục phát huy tinh thần và truyền thống yêu nước và cách mạng, quê hương văn hiến, cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo để xây dựng Hưng Yên thật sự là tỉnh văn minh hiện đại, nghĩa tình và có chất lượng, sống tốt, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp và phát triển bền vững. Khi đầu tư tại quê hương, kiều bào được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của nhà nước, được đảm bảo môi trường hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ bàn giao đất cho nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng nhà đầu tư để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, duy trì thông tin hai chiều, kịp thời tiếp nhận và giải quyết những kiến nghị khó khăn một cách kịp thời và nhanh nhất. Tại chương trình gặp mặt, đại diện các hội đồng hương người Hưng Yên, các quốc gia trên thế giới bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của tỉnh nhà đạt được trong những năm qua. Đại diện kiều bào cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo cơ hội để các kiều bào trở về quê sinh sống và đầu tư tại Hưng Yên. Thưa các đồng chí cùng toàn thể bà con, sống xa Tổ quốc, nhưng cứ mỗi khi Tết đến xuân về, chúng tôi lại có dịp trở lại mảnh đất sinh ra mình để đón xuân vui Tết. Đó là nguyện vọng ước ao của nhiều người xa quê. Dù sinh sống xa Tổ quốc, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi sự đi lên của quê mình. Xuân năm nay, tỉnh Hưng Yên ta rất phấn khởi về thành tựu kinh tế xã hội đạt được trong năm qua. Chúng tôi càng tự hào vì quê nhà đổi mới và phát triển về các mặt. Những con số đáng tự hào và vinh dự được đón đoàn cán bộ trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm quê và trồng cây lưu niệm. Hội đồng hương tỉnh Hưng Yên chúng tôi tại Cộng hòa Séc được thành lập năm 2006. Hơn 11 năm qua, chúng tôi đã xây dựng một sân chơi lành mạnh để bà con cô bác giao lưu, động viên, chia sẻ tâm tư tình cảm, tương thân tương ái, làm việc và chấp hành tốt theo luật pháp của nước sở tại. Hội người Việt Nam là một tổ chức tập hợp tất cả các hội đoàn sống có tổ chức chặt chẽ nên đã được chính quyền nước sở tại công nhận là dân tộc thứ 14 của Cộng hòa Séc. Hội đồng hương tỉnh đã đóng góp vai trò rất quan trọng. Chúng tôi là cái hội đồng hương đầu tiên ở Cộng hòa Séc. Hiện nay đã có 16 tỉnh cũng có hội đồng hương. Trong những năm qua, kiều bào Hưng Yên gồm gần 3.000 bà con sinh sống tại Cộng hòa Séc. chúng tôi đã làm được rất nhiều việc cho nơi chính sinh ra mình. Ví dụ như xây đình, chùa, đường làng và những công trình phúc lợi công cộng. Đặc biệt là đầu tư về quê hương là có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Trọng là người ở xã Nhân Na, huyện Kim Động. Với dự án nhà máy dệt áo len và may xuất khẩu rồng vàng tại địa bàn thị trấn Nương Bằng, huyện Kim Động, vốn đầu tư thực sự dự án là 29.000 triệu đồng. Làm công tác thiện nguyện góp phần xây dựng được 12 căn nhà tình nghĩa để tặng quê hương. Trị giá mỗi căn nhà là 36 triệu đồng. Quyên góp ủng hộ khuyến học năm 2015 tặng 32 suất học bổng cho 32 em học sinh nghèo vượt khó, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng. Hàng năm nhân dịp đầu xuân mới, Ban chấp hành Đồng Hương về thăm và làm việc tại tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn hoạn nạn. Tại Séc là cầu nối quan trọng trong việc quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với các tỉnh bạn. Cũng báo cáo với bà con là chúng tôi có nguyện vọng, đây có các đồng chí bí thư chủ tịch, là chúng tôi muốn là làm sao cái hội đồng Hương Yên ở Cộng hòa Séc để làm cầu nối để tỉnh nhà kết nghĩa được một cái tỉnh. Hiện nay là ở Cộng hòa Séc có 3 tỉnh là đã kết nghĩa rồi. Thế thì Hưng Yên là chúng tôi có nguyện vọng, không biết là cái này là các đồng chí ủng hộ thì chắc chắn là sẽ thành công. Điểm này, những đóng góp cho quê hương chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn nhiều khiêm tốn so với sự phát triển nhanh tại quê nhà trong những năm gần đây. Chắc chắn sau khi trở lại nơi cư trú, chúng tôi sẽ cố gắng vận động bà con cô bác để có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho quê mình hơn. Kính thưa các quý vị, ngày 10 tháng 10 năm 2011, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Moscow, Liên bang Nga chính thức được thành lập với gần 250 hội viên và là một trong những hội đồng hương được thành lập sớm nhất tại Moscow, Liên bang Nga. Tuy những ngày đầu thành lập còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng hội còn với tôn trị chỉ là mái nhà chung của những người con Hưng Yên ở xa Tổ quốc, đã có nhiều hoạt động tích cực trên tinh thần tương thân tương ái nhằm tăng cường tình đoàn kết và hỗ trợ bà con hội viên khi gặp khó khăn. Đặc biệt là các gia đình gặp những hoàn cảnh thương tâm hoặc không nơi nương tựa, đã có rất nhiều bà con, gia đình hội viên không thể kể hết ở đây với một danh sách rất dài, nhận được sự giúp đỡ chí tình và hợp lý thiết thực của hội. Ngoài việc chăm lo cho bà con hội viên, hội cũng luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Các hội đồng hương và các đoàn thể khác tại Liên bang Nga tham gia các hoạt động công tác cộng đồng, các phong trào giúp đỡ thiện nguyện, các hoạt động chính trị xã hội do Đại sứ quán Hội Người Việt Nam phát động như ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, ủng hộ các chiến sĩ vì biển đảo quê hương, vì trái tim cho em một cách tích cực, trách nhiệm. Trong đó có thể kể ra ở đây một số hoạt động cụ thể như sau. Năm 2012, ủng hộ lực lượng cảnh sát biển 3.000 đô la. Năm 2013, ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh nhà 60 triệu. Năm 2014, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt 60 triệu. Năm 2015, ủng hộ quỹ trái tim cho em 50 triệu. Năm 2017, ủng hộ quỹ khuyến học của tỉnh 50 triệu. Trong 6 năm qua, Hội đồng Hương Hưng Yên tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga đã vinh dự được đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh sang thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Các đồng chí lãnh đạo đều đánh giá cao hoạt động sôi nổi hiệu quả của Hội đồng Hương Hưng Yên tại Moscow, Liên bang Nga trong việc gắn bó, gắn kết, hỗ trợ bà con đồng hương Hưng Yên nhằm góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Moscow, Liên bang Nga là một cộng đồng đoàn kết và hướng về quê hương đất nước, cũng như lơi chôn rau cắt rốn. Và trong những lần tiếp sau đó, thông qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hội đã bày tỏ sự biết ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo tỉnh nhà với bà con quê hương, đồng thời cũng bày tỏ nguyện vọng được đầu tư, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Kiều bào chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào nắm bắt tốt những thông tin trong nước và đường lối chính sách, pháp luật đảng của nhà nước, đặc biệt về Hưng Yên, đầu tư và phát triển kinh tế. Tạo điều kiện để kiều bào gìn giữ được phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình, với quê hương và con em kiều bào, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng của quê hương Hưng Yên văn minh nói riêng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Rất mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cơ chế chính sách thuận lợi nhất cho kiều bào về đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện tối đa và thu hút, khuyến khích các chất xám, các nhà khoa học và các nhà trí thức, các doanh nghiệp về làm việc tại địa bàn tỉnh. Cũng lưu ý là cái thế hệ thứ hai, bây giờ là những thế hệ thứ hai là những rất là thành đạt, và chúng ta cũng cần phải có những chính sách để cho thế hệ thứ hai về sẽ làm việc tại tỉnh. Tôi xin hứa với lãnh đạo tỉnh Yên sẽ truyền đạt lại những thông tin, những ý kiến và những tình hình văn hóa kinh tế xã hội cùng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền của địa phương các cấp với những kiều bào không có điều kiện về buổi gặp mặt đầu xuân hôm nay, đồng thời sẽ quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Yên nói riêng với bạn bè quốc tế. Thay mặt cho Hội đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Liên bang Đức, tôi chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tỉnh đã tổ chức cho một cái buổi gặp mặt kiều bào đầu xuân 2018. Đây là một sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng, những người con Hưng Yên đang sinh sống trên toàn thế giới. Đây là một chiếc cầu nối liền với cộng đồng, với những người con Hưng Yên, quê nhà, và để chúng tôi được biết đây là một mái nhà chung, là một cõi đi về cho tất cả những người con Hưng Yên đang sinh sống và học tập trên toàn thế giới. Hội đồng Hương Hưng Yên của chúng tôi tại Cộng hòa Liên bang Đức rất là còn non trẻ và mới được thành lập, cho nên cái việc sinh hoạt thì cũng bắt đầu đi vào từ năm 2014. Chúng tôi luôn luôn hướng về quê hương và tập trung cho các bà con giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống rất là khắt khe và sự mưu sinh ở nước ngoài, đặc biệt ở nước Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba để không quên tiếng Việt và không quên cái truyền thống của quê hương Hưng Yên mình và quê hương Việt Nam mình. Chúng tôi luôn luôn nói với kiều bào của Cộng hòa Liên bang Đức là những người con của Hưng Yên chấp hành tốt các cái chính sách và những cái chế độ cũng như là luật pháp của cả hai nước, nước Cộng hòa Liên bang Đức cũng như nước Việt Nam, luôn luôn truyền bá những cái hình ảnh đẹp nhất của quê hương, đặc biệt là quê hương Hưng Yên của mình. Đối với cái tấm lòng của những người con đi xa xứ, luôn luôn hướng về quê nhà và nói rằng đất khách muôn trùng nhưng nhỏ hẹp, quê hương một góc nhỏ mênh mông. Chúc cho tất cả kiều bào có mặt ngày hôm nay hãy đóng góp thật nhiều công sức cho mình để cho quê hương Hưng Yên của mình mỗi ngày một thịnh vượng và mỗi ngày một khang trang để xứng đáng với các tỉnh thành khác tại quê hương Việt Nam của mình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã chân thành cảm ơn sự đóng góp của kiều bào với tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, thưa các đồng chí, các vị đại biểu, thưa các bác, các anh, chị em kiều bào thân mến. Trong không khí đầm ấm, sum họp đầu xuân Mậu Tuất 2018, hôm nay lãnh đạo tỉnh rất vui mừng gặp mặt đồng bào kiều bào Hưng Yên về thăm quê hương. Trong dịp đón xuân năm nay lại càng có ý nghĩa hơn khi đây là lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi gặp mặt trang trọng, ấm cúng, thân tình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể kiều bào Hưng Yên về dự buổi gặp mặt hôm nay và kiều bào tỉnh ta đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, thưa các bác, các anh chị em kiều bào thân mến, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên là một vùng đất văn hiến có bề dày văn hóa và truyền thống. Người Hưng Yên cần cù hiếu học, thời nào cũng có đỗ đạt cao, có trạng nguyên tiến sĩ được ghi danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám và Văn Miếu Xích Đằng. Trong quá trình dựng nước và đấu tranh giữ nước, Hưng Yên thời nào và lĩnh vực nào cũng có những nhân tài mà sử sách còn ghi danh. Thật đúng là anh hùng, người tài thời nào cũng có. Hưng Yên của chúng ta còn là vùng đất lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và đa dạng. Với nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật, các di tích lịch sử mang đậm nét truyền thống văn hóa Việt Nam và đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ, sông Hồng. Mỗi lần nhắc lại lịch sử và suy ngẫm về truyền thống của quê hương, chúng ta dù đang công tác, làm việc, sinh sống ở trong và ngoài nước đều rất đỗi tự hào về Hưng Yên văn hiến cách mạng. Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, hơn 20 năm qua, kể từ khi tái lập tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Những thành tích, kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua có sự tham gia rất đáng trân trọng của kiều bào Hưng Yên đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, thưa các bác, các anh chị em kiều bào thân mến, nhân dân trong tỉnh và người thân ở quê nhà thường xuyên quan tâm, luôn theo dõi kiều bào Hưng Yên ở nước ngoài. Được biết, năm qua, do chịu ảnh hưởng của những biến động phức tạp về tình hình kinh tế ở khu vực và trên thế giới, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài gặp phải không ít khó khăn. Đảng và nhà nước ta đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan ngoại giao Việt Nam kịp thời phối hợp với nước sở tại để bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của bà con Việt kiều, trong đó có hơn 3.000 gia đình kiều bào quê Hưng Yên. Những năm qua, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, kiều bào Hưng Yên ở nước ngoài đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên ổn định cuộc sống, tiếp tục thu được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực và luôn gắn kết với quê nhà. Chúng ta rất vui mừng, phấn khởi và rất tự hào khi được biết có nhiều người con quê hương Hưng Yên là những doanh nhân kiều bào thành đạt đang sinh sống và làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Con em kiều bào ta chăm ngoan, học giỏi và luôn nhớ về cội nguồn quê hương. Hàng năm, bình quân lượng kiều hối của kiều bào gửi về qua hệ thống ngân hàng đạt từ 250 đến 270 triệu đô la Mỹ. Nhưng thực tế có thể nói, nếu quy đổi cả về lượng vật chất và hàng hóa mà kiều bào đã trực tiếp gửi người thân hoặc trực tiếp mang về, thì số tiền có thể sẽ còn lớn hơn con số 250-270 triệu đô rất nhiều. Kiều bào Hưng Yên đã có những dự án đầu tư thành công tại tỉnh. Đến nay, có 10 dự án đầu tư trực tiếp của kiều bào Hưng Yên trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn hơn 300 tỷ đồng vào các lĩnh vực như may mặc, dịch vụ thương mại, bất động sản, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, kiều bào còn mang hàng hóa, thương hiệu Việt nói chung và của tỉnh Hưng Yên nói riêng đến với thế giới. Mỗi kiều bào ta cũng chính là một sứ giả truyền bá, phát huy bản sắc văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc, truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên yêu dấu. Kiều bào còn là cầu nối góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chúng ta rất vui mừng đại đa số kiều bào Hưng Yên chấp hành tốt pháp luật và quy định ở nước sở tại, luôn tỏ rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đối với nhân dân trong tỉnh, kiều bào ta thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và tổ chức nhiều việc làm có ý nghĩa đóng góp cho quê hương, tiêu biểu là ủng hộ đồng bào trong tỉnh thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cống hiến và những tình cảm tốt đẹp của kiều bào Hưng Yên đã dành cho quê hương Hưng Yên thời gian qua. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa các bác, các anh chị em kiều bào thân mến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên luôn xác định kiều bào là một phần không thể tách rời trong cộng đồng dân cư tỉnh nhà, là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng tôi luôn theo dõi và hy vọng vào sự trưởng thành lớn mạnh của cộng đồng người Hưng Yên ở nước ngoài. Hàng năm, nhiều đoàn cán bộ tỉnh đi kêu gọi xúc tiến đầu tư đối ngoại và triển khai công tác đối với cộng đồng người Hưng Yên tại một số nước trong khu vực và trên thế giới. Tỉnh Hưng Yên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào về thăm quê hương, gia đình, tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại quê nhà. Nhiều doanh nghiệp do kiều bào thành lập và doanh nghiệp đối tác bạn hàng do kiều bào giới thiệu đã bày tỏ mong muốn được tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động hợp tác thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của kiều bào. Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào Hưng Yên tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, cùng đồng hành với các doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp của kiều bào, để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực phấn đấu để đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp giàu đẹp văn minh. Để sớm thực hiện được mục tiêu đó, tỉnh nhà chủ trương huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đồng thời kêu gọi và mong nhận được nhiều hơn nữa sự đồng hành cổ vũ mạnh mẽ với những đóng góp thiết thực của các thế hệ người con quê hương Hưng Yên đang sinh sống, công tác ở trong và ngoài nước đối với sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Hưng Yên mong muốn và thiết tha kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và kiều bào Hưng Yên tiếp tục hướng về quê hương, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tập trung nguồn lực về gia đình và quê hương để đầu tư, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tiềm năng lợi thế của Hưng Yên đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với những bạn bè quốc tế, nhằm chung tay xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển. Đối với những đề xuất kiến nghị của kiều bào tại buổi gặp mặt hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu, xem xét giải quyết, đảm bảo phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan trung ương, trân trọng cảm ơn những việc làm thiết thực, ý nghĩa của Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại các quốc gia vùng lãnh thổ và mỗi hội viên đối với quê hương. Hưng Yên mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, những tấm lòng vàng của người con quê hương đang sinh sống, công tác ở nước ngoài, đóng góp công sức để xây dựng Hưng Yên của chúng ta ngày càng Hưng Yên hơn. Và như lời thơ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về thăm tỉnh mùng 4 Tết Mậu Tuất vừa qua đã đọc tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên nhân dịp đầu xuân: năm qua thắng lợi vẻ vang, Hưng Yên năm tới phải càng thắng to. Đó chính là sự động viên, tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với mảnh đất và con người Hưng Yên, trong đó có kiều bào chúng ta. Trong không khí ấm áp của mùa xuân, trong tình người, tình quê hương Hưng Yên đã và đang đượm thắm một Tết sum vầy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các vị đại biểu khách quý trung ương, các bác, các anh chị, các đồng chí và các vị đại biểu dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới. Với tấm lòng uống nước nhớ nguồn hướng về quê hương nhân dịp Tết đến xuân về, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Séc đã trao tặng quà cho 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng. Hội đồng Hương Hưng Yên tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga tặng quỹ vì người nghèo tỉnh 100 triệu đồng. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Ba Lan tặng quỹ vì người nghèo 1.000 đô la Mỹ. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Liên bang Đức tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh 50 triệu đồng. Ghi nhận những đóng góp của kiều bào Hưng Yên trong hoạt động đối ngoại người Hưng Yên ở nước ngoài và trong xây dựng và phát triển quê hương, tại chương trình gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân buổi gặp mặt, đoàn đại biểu kiều bào Hưng Yên tại các quốc gia trên thế giới và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ tại Hồ Bán Nguyệt, tượng đài liệt sĩ tỉnh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên. Tham quan các điểm di tích văn hóa như Chùa Chuông, Văn Miếu, Đình Chùa Hiến. Đây là những di tích nằm trong khu di tích Phố Hiến được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hưng Yên. Thăm di tích quốc gia đền thờ Tống Trân ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Trân. Thăm cây đa và đền thờ La Tiến tại xã Nguyên Hòa. Nơi đây có bia căm thù ghi danh 1.145 chiến sĩ đồng bào ta bị địch sát hại, trong đó có 121 người con của quê hương Nguyên Hòa. Đây cũng là những hoạt động có ý nghĩa giúp cho bà con kiều bào thêm tự hào về lịch sử và thêm yêu quê hương Hưng Yên, đất nước, dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nội dung của buổi gặp mặt kiều bào Hưng Yên về thăm quê hương đón xuân Mậu Tuất 2018 do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phát lại bắt đầu từ 7 giờ sáng mai, ngày 25 tháng 2. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.